Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thiên Phúc, một chàng trai đậm chất Đại Hàn, thưa quý vị, trong một cái phong cách đậm chất Đại Hàn, hát một ca khúc cũng rất thời thượng, phù hợp với đại đa số giới trẻ. Thế giới bé thế này mình lạc nhau có phải muôn đời. Bây giờ thực sự những cái lời ca tiếng hát nó có cái gì đó nó cứ trừu tượng, nó cứ bao la rộng lớn có phải không? Chứ không phải như ngày xưa cái thời mà anh em mình bắt đầu học hát thì cái âm nhạc của đó nó thực tế. Dạ, kiểu như là vấn đề một thời đã xa hay là anh cái gì những cái bài hát là Tôi đi tìm tôi hay là đại để những ca khúc nó sẽ chạm liền đến cái cảm xúc, đúng kiểu mình nói chuyện sao mình hát vậy đúng không? Dạ, còn âm nhạc rồi. Bây giờ thì nó đang trở lại một trào lưu cái gì đó rất romantic, lãng mạn, xa xăm, một câu chuyện nó dàn trải đúng không? Nó vẽ một câu chuyện nhiều hơn. Bây giờ quay trở lại với cái gu âm nhạc của em hát thì có thể em sẽ hát theo yêu cầu mọi người, nhưng mà cái gu âm nhạc mà thực sự em nghe ngoài nhạc rock ra thì em sẽ nghe nhạc gì nữa? Thật sự thì em nghe rất là nhiều thể loại âm nhạc. Ừ. Em rock, em nghe pop. Nói chung là có ca sĩ nào em yêu thích không? Ca sĩ Việt Nam. Ca sĩ Việt Nam hả? Ca sĩ Việt Nam em yêu thích là chị Thu Phương, chị Như Quỳnh. Thế đây. Vâng, thưa quý vị, hai sẽ yêu thích không liên quan không đến liên nhau. Quan với nhau. Tức như thế là hai cái màu sắc hoàn toàn riêng biệt. Một bên thì là bolero quê hương tình tự, một bên thì lại là một trong những gọi là tình ca, những cái bài hát nó cũng chạm đến tận cùng của cái cảm xúc. Tức là thực ra hai cái cửa ca sĩ mà em yêu thích là hai người rất là những sứ giả của cảm xúc. Cả chị Như Quỳnh và cả chị Thu Phương đều là những người rất giỏi về cảm xúc. Dạ, mỗi lần mà khi mà họ hát cái ca khúc nào đó thì ngay lập tức sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa rất nhanh về những ca khúc đó. Giống như chị Duyên Phận đã tạo lên bài Duyên Phận, là chị Như Quỳnh là người đã thổi hồn vào bài Duyên Phận đó để nó đời trở thành một bài hát quốc dân, một bài hát mà được tất cả mọi người cover. Rồi Thu Phương sẽ có những bài như Trăng Dưới Chân Mình, Beng Beng hay là 12 Mùa Hoa hay là Hà Nội Ngày Tháng Cũ, rất nhiều những bài hát hay đúng không? Dạ. Và rồi sau rất nhiều những năm tháng sống, ở thời điểm hiện tại em thấy dòng nhạc nào phù hợp nhất với chính em? Hiện tại em vẫn hát nhạc trẻ, những dòng nhạc hiện đại. Ừ. Tuy nhiên là em vẫn hát xen vào đó những cái bài mà em yêu thích về bolero. Ừ. Em có hát là bolero hả? Em hát cả bolero. Bài hát bolero nào là bài hát em yêu thích nhất? Bài hát mà một bài hát bolero mà em thường hay hát đó là 20 năm tình cũ. 20 năm tình cũ là không liệt vào danh sách là bolero. Nó là cũng là trong danh sách là tình ca. Ok, vậy một bài nữa là Yêu Một Mình. Yêu Một Mình. Quý vị có thể tưởng tượng là một chàng trai trong một cái hình hài có một chút thì đó nổi loạn cá tính như vậy lại đang muốn thử nghiệm mình vào nhạc bolero. Nếu như mà em không ngại thì em có thể tặng khán giả vài câu trong bài Yêu Một Mình. Ok. Để coi là Thiên Phúc hát lại bolero như thế nào. Quý vị có muốn nghe không ạ? Xin mời. Vài câu đi em. Ok. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Thế thôi hả? Thế thôi. Wow. Vâng, thưa quý vị, trong một dịp nào đó nếu mà mời Thiên Phúc trở lại khách mời âm nhạc thì Hùng sẽ mời nhau Thiên Phúc lúc đó hát trọn vẹn ca khúc này trên sân khấu của khách mời âm nhạc chúng tôi. Em rất hy vọng. Cũng thấy có một chút triển vọng. Khi mà Thiên Phúc hát, Hùng quay qua Hùng thấy khuôn mặt Thiên Phúc có cái gì đó hình bóng của Thu Như Quỳnh rất nhiều, thưa quý vị. Cái cách mà đưa môi rồi nhà dưới tiếng Hùng nhìn thấy đúng là một cái gì đó nó fan cái Như Quỳnh. Có lẽ là fan phải yêu lắm. Yêu lắm mới có là những cái action, mới có những cái movement mà nó mang màu sắc thần tượng mình như thế, đúng không? Còn với Thu Phương thì bài hát nào bạn em có yêu thích bài nào của Thu Phương? Dạ, Hà Nội 12 mùa hoa. Hát ví dụ một câu đi, nếu như em thuộc. Tháng riêng hoa đào ngược là tím biếc như thế đi. Em có thuộc bài đó không? Hoặc bài nào của Thu Phương em thuộc? Thế rồi bây giờ ngoài hiên nắng lên, Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm. Hồi ca này khó tha có. Bởi vì là thưa quý vị là bất chợt quá bất cái chợt. Này là gọi là thử thách bất chợt cho khách mời thôi. Nhưng mà rõ ràng là ở dòng nhạc bolero vừa rồi thì khi Thiên Phúc có cái sự chủ động và chuẩn bị thì quý vị đã thấy là cái màu sắc nó sẽ được thể hiện rõ nét nhất.
Còn về nhạc tình ca thì lát nữa thì Hùng sẽ lại mè nheo Thiên Phúc tặng quý vị một ca khúc tình ca. Còn bây giờ mình quay trở lại với một Thiên Phúc của hiện tại. Em có hài lòng với những gì em đang có hay không? Em hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Tất nhiên là không phải là hoàn toàn 100%, nhưng mà em thấy cũng không có nối tiếc về những cái gì mà em đã làm. Tức là hoàn toàn hài lòng với những điều mình đang có. Còn về cái giấc mơ, về cái hoài bão tương lai, em muốn mình sẽ như thế nào, sẽ ra làm sao? Còn điều gì mà trong cái giấc mơ em chưa thực hiện được không? Em đang ấp ủ một cái CD. Tất nhiên là con đường âm nhạc không bao giờ có điểm dừng. Ok. Lúc nào mình cũng phải cố gắng, nếu không thì mình không theo được. Âm nhạc quan trọng như thế nào với em? Rất quan trọng. Thử tưởng tượng một ngày nếu không có âm nhạc, âm nhạc sẽ như thế nào? Một ngày không có âm nhạc hả? Chắc là khó sẽ sống. Sẽ là một ngày rất tồi tệ đúng rất không? Rất tồi tệ. Cho dù mình vui mình cũng muốn nghe nhạc, mình buồn mình cũng mở nhạc mình nghe. Mình vui mình nghe nhạc EDM, nghe nhạc rock đúng không? Buồn mình nghe ballad đúng không? Đúng rồi anh. Rồi nhốt mình trong căn phòng vắng, nhiều khi đang buồn nghe nhạc buồn rồi tự khóc, tự an ủi vỗ về nỗi đau của mình, hay là sẽ những lúc buồn em sẽ nghe nhạc rock để em quằn quại lên, để em nổi loạn lên. Em sẽ là một người như thế nào khi buồn? Em nghe nhạc pop ballad rồi khóc, hay là sẽ nổi loạn nghe nhạc EDM rồi điên loạn lên để cho mình muốn thoát khỏi cái cảm giác buồn đó? Khi mà buồn thì thường em nghe Bibi Rexha. Ok. Thì em thấy cô này là hát rất là nổi loạn nhưng mà nó có chiều sâu. Nó chiều sâu dữ lắm. Đúng rồi. Vậy là cá nhân em cũng là một người rất thích chiều sâu. Yeah. Qua cái câu trả lời này thì Hùng biết là Thiên Phúc của chúng tôi là một trong những người sống rất nội tâm, và anh ấy sẽ giấu đi rất nhiều cái cảm xúc của mình, và gần như là sẽ chỉ có những người thực sự thân thiết với Thiên Phúc mới có thể biết được về cái cảm xúc thật của Thiên Phúc. Còn lại ngoài đời thì anh ấy không muốn làm phiền tất cả mọi người, lúc nào cũng sẽ là một nụ cười rất tươi trên môi, lúc nào cũng sẽ là một người luôn biết cách tôn trọng người khác. Và với âm nhạc thì luôn luôn tìm tòi những cái điều chỉnh chu. Thưa quý vị, là Thiên Phúc có một điều rất đặc biệt là khi Hùng ngỏ ý tạo điều kiện cho Thiên Phúc và mời Thiên Phúc lên với khách mời âm nhạc, thì Thiên Phúc là người hỏi Hùng là sân khấu ra làm sao, mọi thứ như thế nào, để em biết em mặc đồ, để thế này thế kia. Tức là rõ ràng là cậu ấy là một trong những người rất nghiêm túc với bất cứ một cái cơ hội được xuất hiện, được sống với cái đam mê âm nhạc của mình. Thì chúng ta có quyền hy vọng một ngày không xa tổ nghiệp sẽ soi sáng cho tiếng hát này và sẽ mở cho bạn ấy những con đường sáng để có thêm những khán giả yêu thương Thiên Phúc, để những sân khấu ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ sẽ đón nhận Thiên Phúc. Qua đây thì Hùng cũng hy vọng quý anh chị bầu show khắp mọi nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới, nếu như có coi chương trình này thì ngày hôm nay Hùng muốn được giới thiệu tới quý vị một tiếng hát mới, một trong những người đồng nghiệp Hùng rất là yêu mến mang tên Thiên Phúc. Và cậu ca sĩ này cũng luôn khát khao được cống hiến, khát khao được trải hết mình với cái đam mê âm nhạc của mình. Bây giờ thì quý vị chưa có thấy cái màu sắc của Thiên Phúc, bởi vì bây giờ là những cái sân khấu, bây giờ đa số các ca sĩ trẻ họ đã chọn hát nhạc sôi động rất nhiều. Còn cá nhân Thiên Phúc đã bao giờ chọn thử hát nhạc quậy, nhạc sôi động, nhạc EDM, nhạc tiết tấu hay chưa? Hay là Thiên Phúc chỉ thích hát những bài nhạc buồn thôi? Thỉnh thoảng cũng có hát một số bài sôi động, nhưng mà em nghĩ là chắc cái phong cách nhẹ nhàng của em thì nó hợp với những bài buồn hơn. Phong cách ăn mặc rất nổi loạn, nhưng phong cách âm nhạc thì lại thích nhẹ nhàng. Chứ quý vị, bỏ cho mọi người là tự coi như là em đối nghịch với bản thân mình. Dạ, em lúc nào cũng có sự đối nghịch, giống như là em thần tượng chị Thu Phương và chị Như Quỳnh vậy đó. Tức là không ai biết được là thật sự là cái mấu chốt nằm ở đâu hết, thưa quý vị. Tuy nhiên là bây giờ thì người ta nói là đôi khi mình cũng phải đáp ứng theo nhu cầu của khán giả. Sôi động, vâng. Bởi vì hiện tại bây giờ như Hùng chạy show rất nhiều, Hùng bay show, ngay cả ngoài nước Mỹ Hùng cũng bay show. Là bởi vì thực sự là anh may mắn là anh hát được rất nhiều thể loại nhạc. Và anh cũng nghĩ là cái sự đa dạng nó mang lại cho anh nhiều những cơ hội hơn. Thì em có nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ làm mới mình, thử nghiệm mình để cho nó cũng thích nghi được phong cách nổi loạn của em bằng những ca khúc EDM, những ca khúc techno hay không? Em luôn luôn là thích làm mới mình. Chỉ cần có một bài hát phù hợp với em thì em sẽ làm mới, làm cho bài hát đó một hoàn hảo nhất. Ok, hãy cùng chờ đợi nhé. Quý vị thân mến, như quý vị vẫn hay gọi điện hay inbox cho Lưu Việt Hùng, hay comment rằng tại sao Lưu Việt Hùng làm show mà Lưu Việt Hùng không bao giờ chịu hát. Thì vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hùng sẽ mời quý vị cùng thưởng thức một music video, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Còn Đó Chút Hồng Phai.
được Hùng hát cho trung tâm Minh Chánh. Sau đây Hùng xin mời quý vị cùng thưởng thức music video Còn Đó Chất Hồng Phai như một món quà của Hùng dành tặng đến với tất cả những khán giả yêu thương của Lê Việt Hùng với chương trình Khách Mời Âm Nhạc nhé. Xin mời. Phố xưa vớt mặt về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở xưa mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian. Nhớ nhưng bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi, mộng mơ hoa bướm ngày tháng sông chơi, tình yêu cao vút tựa gió bên trăng, ước mơ xuân ơi bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đêm mê, nhớ những phù du chắp cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian. Nhớ nhưng bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi, mộng mơ hoa bướm ngày tháng sông chơi, tình yêu cao vút tựa gió bên trăng, ước mơ xuân ngày bây giờ thành thơ. Đó một chút hư vô, còn đó một chút đêm mê, nhớ những phù du chắp cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ những phù du chắp cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo gió.